mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn, mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên màn hình bây giờ đang là hai sản phẩm rất là hot của Xiaomi. Ở bên tay trái của mình đó chính là chiếc điện thoại Redmi Note 8 Pro, còn bên tay phải của mình là chiếc điện thoại Xiaomi Mi 8. Mi 8 bây giờ ở Clickbuy giá cũng đang rất là tốt rồi. Mình nhớ không lầm là giá của Mi 8 mới tinh bây giờ cũng chỉ dưới 6 triệu thôi. Còn Redmi Note 8 Pro thì giá nó loanh quanh tầm khoảng trên 5 triệu rưỡi. Đấy, tùy theo từng phiên bản là RAM 8GB hay là RAM 6GB. Hiện tại thì mình mới mượn được của Clickbuy cái phiên bản RAM 8GB đối với cả Redmi Note 8 Pro thôi. Đấy, mình cũng không thể nào mà, nghĩa là hiện tại là vẫn chưa thể nào mà mượn được phiên bản RAM 6GB để mà có thể làm bài test game với cả RAM 6GB của cái chiếc điện thoại Xiaomi Mi 8 này. Đấy, nên là cái phần đa nhiệm thì có thể coi là chúng ta tham khảo nhé. Nghĩa là mình thấy là 6GB RAM và 8GB RAM có thể là với tất cả những tựa game này nó không thể hiện những sự khác biệt rõ ràng lắm đâu. Chủ yếu trong bài test này chúng ta sẽ test thử xem là con chip Helio G90T của chiếc Redmi Note 8 Pro này so với cả một con chip rất mạnh mẽ của Qualcomm đó là Snapdragon 845 thì nó thể hiện như thế nào nhé. Đấy, bộ nhớ trong của cái con Redmi Note 8 Pro này đã là bộ nhớ trong UFS 2.1 rồi, nghĩa là bộ nhớ trong ghi tốc độ cao giống như là Xiaomi Mi 8 rồi. Đấy, và trước khi vào bài test thì mình cũng cho các bạn xem luôn, đấy là cả hai máy của mình đều không còn ứng dụng chạy ngầm nào cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động hai máy lên. Đấy, và bắt đầu vào bài thi nhé. Đây, chúng ta sẽ cùng khởi động hai máy lên. Đấy, và trong cái quá trình khởi động hai máy này lên thì chúng ta sẽ biết được là cái chiếc máy nào nó khởi động lên trước. Đấy, logo thì là cái chiếc Xiaomi Mi 8 này là đã hiển thị lên trước rồi. Đấy, nhưng mà không biết là khởi động lên vào màn hình chính thì cái nào sẽ lên trước đây. Đó, như vậy là Xiaomi Mi 8 đã vào trước rồi. Rất là nhanh luôn. Đúng là thể hiện đẳng cấp của một flagship đấy. Ok nè, các bạn nhìn thấy không? Redmi Note 8 nó vẫn còn có một độ khựng khi mà chúng ta mới vào màn hình chính, chúng ta phải đợi một lúc để cho nó hồi lại đã. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đó, và trước khi vào những bài test này chúng ta sẽ kiểm tra lại xem là cả hai máy cũng đều không cần ứng dụng chạy ngầm nào cả. AnTuTu chỉ là tham khảo thôi nhé các bạn nhé, chứ không mang tính chất là xét xem là cái sản phẩm nào nó mạnh hơn. Đấy, chúng ta sẽ vào với ứng dụng đầu tiên đó là AnTuTu. 1, 2, 3. AnTuTu thì có vẻ như là Redmi Note 8 Pro đã nhỉnh hơn trước rồi. Đấy, hiện tại mình không thể nào mà download được cái AnTuTu V8 về cho cái Redmi Note 8 Pro. Ở đây nó vẫn chỉ là V7.2.3 thôi. Còn Xiaomi Mi 8 thì đã là V8.0 rồi. Đấy, và điểm số AnTuTu nó cho ra như thế này. Chúng ta chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Mình cho các bạn xem luôn. Đấy, ok. Chúng ta sẽ thoát ra ngoài màn hình chính nào để chúng ta tiếp tục với tựa game thứ hai đó là Zombie Tsunami. 1, 2, 3. Và mình cũng nói luôn đấy là cả hai máy này thì đang để chế độ máy bay nhé. Đó, Xiaomi Mi 8 vào trước. Cả hai máy này đều đang để chế độ máy bay cả. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Và không bật bất kỳ một cái kết nối nào. Chúng ta sẽ đến với tựa game tiếp theo, Jetpack. Tỷ số như nào thì bạn dựng video sẽ hiển thị lên trên hình để cho bạn xem nhé. Đó, Snapdragon 845 đã thắng rồi. Nghĩa là con chip Helio G90T này hiện tại là chúng ta mới chỉ đo tốc độ thôi, chứ còn bài test game xem mượt mà như nào thì chắc chắn là mình sẽ có một bài test game trong tương lai, một bài test game riêng rồi. Đấy, bài này thì chỉ mang tính chất tham khảo cho các bạn xem cho nó vui thôi. Đó, ok, chúng ta sẽ đến với Temperance 2 này. Đó, Temperance 2 thì các bạn cũng thấy rồi đấy, Xiaomi Mi 8 đã vào trước rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với tựa game tiếp theo đó là Fruit Ninja. 1, 2, 3. Đấy, tỷ số như nào thì bạn dựng video sẽ hiển thị lên trên hình cho các bạn xem nhé, bởi vì là mình thấy nó cũng khá là sát nhau. Đấy, chúng ta sẽ đến với tựa game tiếp theo Traffic Rider. 1, 2, 3. Đấy, nó rất là sát nhau thôi, nhưng mà nếu mà dựng video thì chúng ta sẽ nhìn thấy là từng frame một thì chúng ta sẽ biết được tỷ số như nào thì nó sẽ rõ hơn. Đấy, cảm thấy không? Rất là sát nhau luôn. Những tựa game này rất là sát nhau, nhưng mà những tựa game đầu thì Xiaomi Mi 8 nó đã thể hiện cái sự vượt trội hơn một chút. Rồi chúng ta sẽ đến với Subway Surfer là 1, 2, 3. Rồi, Xiaomi Mi 8 đã vào trước rồi. Chúng ta sẽ đến với Shadow Fly 3 là 1, 2, 3. Như vậy là về tốc độ thì qua những cái test đầu tiên của mình thì mình thấy là con chip Helio G90T này tốc độ của nó vẫn chưa thể bằng được Snapdragon 845. Chắc là chúng ta sẽ so sánh sang với 730 ở trên con Redmi K20 để xem là cái con Helio G90T này nó như nào. Đấy, vì dẫu sao thì Helio G90T nó vẫn chỉ là con chip tầm trung thôi, chứ nó không phải là chip flagship. À, nhưng với tựa game này thì nó đã vào trước rồi này. Đấy, với tựa game này thì nó đã vào trước Xiaomi Mi 8 rồi. Ok, chúng ta sẽ đến luôn với cả cái tựa game tiếp theo đó là Candy Crush Saga nhé. 1, 2, 3.
với những tựa game nhẹ thì đấy, các bạn thấy không? Rồi, cái con G90T này đã vào trước rồi, Redmi Note 8 Pro. Và tựa game cuối cùng đó là Advan 8. Lát nữa thôi thì test lại đa nhiệm thì mình cũng nói luôn, đấy là con này là 8GB, con này chỉ là 6GB thôi. Đấy, bởi vì mình không mượn được nên chẳng lẽ lại chờ thì các bạn lại đấy đúng không nào? Đấy, với tựa game này thì G90T lại vào trước rồi. Đấy. Nghĩa là có tựa game con Hello G90T này vào trước, có tựa game mà Xiaomi Mi 8 vào trước. Nhưng mà hôm sau ấy, thì chúng ta sẽ so sánh sang với cả Snapdragon 730 ở trên con Redmi K20 thì nó sẽ hợp lý hơn đúng không nào? Đó. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ load map Advan 8. Đấy, riêng tựa game Advan 8 này thì kể cả phần vào cũng như là phần load map, cái chiếc Redmi Note 8 Pro này nó nhỉnh hơn là chiếc Xiaomi Mi 8. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ so sánh xem là cái khả năng đa nhiệm của hai chiếc máy này như thế nào nhé. Một bên là 6GB, một bên là 8GB. Đó, chúng ta sẽ xem nào. Không phải load lại. Mình load ngược từ cuối lên là để cho nó không bị tràn RAM, các bạn hình dung được không? Nên nếu mà load từ trên này, có thể là nếu mà nó xảy ra hiện tượng tràn RAM thì tất cả các game nó sẽ bị load lại hết. Đấy, nên là load từ dưới lên nó mới là công bằng nhất. Đó, chúng ta sẽ đến với Subway Surfer. Traffic Rider này. Không phải load lại. Fruit Ninja cũng không phải load lại luôn. Đấy, nếu mà tất cả những tựa game này không phải load lại thì mình nghĩ là trong quá trình sử dụng chúng ta cũng không quá nhất thiết là cần phải phiên bản 8GB làm gì. Đấy, để làm cho các bạn xem là chúng ta cũng chỉ cần 6GB là đủ rồi, mua cho nó tiết kiệm tiền. Đấy. Zombie Tsunami. Đến tựa game cuối cùng này thì cái Redmi Note 8 Pro này đã phải load lại rồi. Thực ra ấy, là trong cái quá trình mình test ở bên ngoài thì Redmi Note 8 Pro kể cả với 8GB nó vẫn phải load lại. Nhưng mà với cái này thì đây 6GB cái này phải lốt lại cái Anzu này rồi. Đấy, vậy là coi như là bằng hòa. Đấy. Và mình thấy là cái 8GB của cái Redmi Note 8 Pro này thực ra là mình đã test rất là nhiều trước khi lên video này cho các bạn rồi, test thử ở bên ngoài rồi. Thì trong quá trình test thử đó, mình cảm thấy rằng là cái 8GB của Redmi Note 8 Pro là được tối hóa chưa được tốt cho lắm. Đấy, nó chỉ xem với 6GB thôi. Và mình cũng nói luôn, đấy là đối với Redmi Note 8 Pro, các bạn nhìn đây. Nó mình không bật game booster lên nên là không phải sợ là có cái đó nên là RAM nó đầy thế này thế nọ. Đấy, rõ ràng là với 8GB thì như thế này là mình đánh giá là thể hiện ở mức độ bình thường thôi, cũng không phải là mức độ quá tốt. Đấy, còn lại thì mình vẫn đánh giá là con chip Snapdragon 845 ở trên cái chiếc điện thoại Xiaomi Mi 8 này nó nhỉnh hơn là con chip Hello G90T. Dẫu sao thì 845 nó vẫn là chip flagship năm ngoái của Qualcomm, còn Hello G90T thì nó chỉ là cái con chip tầm trung mạnh mẽ nhất của MediaTek trong năm 2019 thôi. Chúng ta sẽ phải so sánh sang với Snapdragon 730, con chip tầm trung mạnh mẽ nhất thời điểm bây giờ của Qualcomm thì nó mới hợp lý hơn. Đấy, hôm sau thì mình sẽ so sánh cái Redmi Note 8 Pro này với cả cái con Redmi K20 xem như nào nhé. Chẳng qua là mình so sánh hai sản này với nhau bởi vì là cái mức giá thôi, mức giá của Mi 8 bây giờ nó cũng đã rất là thấp rồi, nó dưới 6 triệu rồi, nó cũng xem với cả giá của con này nó chỉ lệch nhau khoảng một vài trăm nghìn thôi. Đấy. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về hiệu năng của Redmi Note 8 Pro? Hiệu năng về cái tốc độ load thôi, chứ còn hiệu năng thực tế về chơi game hôm sau mình sẽ có một bài test cụ thể. Bài test hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé các bạn nhé. Đó, thì cũng có thể để lại comment cho mình biết. Và tất cả những thông tin về Redmi Note 8 Pro cũng như là Xiaomi Mi 8 các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Click 3. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.